Chào các bạn, đây là chiếc chậu rửa mặt. Vòi cấp nước cho chậu bị chảy nước chưa rõ nguyên nhân. Hôm nay mình sẽ tìm nguyên nhân và khắc phục nó, đồng thời cũng chia sẻ với các bạn và mọi người để mọi người cùng tham khảo. Sau đây trình tự mình sẽ tháo ra để kiểm tra. Sau khi mình đã thử siết chặt lại gen, xong vẫn không được. Bây giờ mình tiến hành khóa đường nước lại để tháo kiểm tra bộ lõi trong của vòi. Nếu bộ lõi trong của vòi bị hỏng vì lý do gì đó, mình sẽ tận dụng lại bộ lõi của sen cùng loại đã bị hỏng chi tiết khác mà mình đã thay bằng sen khác. Mình sẽ lấy bộ lõi của củ sen này để thay thế. Mình sẽ bắt đầu tháo để kiểm tra. Sau khi quan sát, mình thấy bộ lõi này bị hỏng hai gioăng do lão hóa, không còn sự đàn hồi, dẫn đến rỉ nước. Bộ lõi này có thể thay mới. Ta có thể hỏi mua ở các cửa hàng bán thiết bị ngành nước. Mình bắt đầu tháo và lấy bộ lõi trong của củ sen để thay thế. Sau khi tháo ở củ sen, ta đã được bộ lõi trong và tiến hành lắp vào cho vòi. Mình đã lắp xong và tiến hành cấp nước trở lại để thử.
ta mở khóa nước kìa lại. Tiếp tục ta tiến hành lắp hoàn thiện. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, xin hãy like và chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.